Đợt này mình có up mấy cái video lên TikTok về mấy con cá, thì mình thấy là các bạn rất là thích con Fahaka Pufferfish này. Các bạn thích nuôi lắm đúng không? Vậy thì trong cái video này mình sẽ chia sẻ một số cái kinh nghiệm của mình khi mà mình nuôi con Fahaka Pufferfish, hay còn gọi là con cá nóc sông Nin. Lúc mà mua thì nó 8cm, nhưng mà nuôi sau 2 tháng thì bây giờ là 10cm rồi. Fahaka là một loài cá nóc thuần ngọt. Từ nhỏ tới lớn nó đều sống ở môi trường nước ngọt, chứ không phải là giống như những cái con cá nóc mà khi nhỏ thì sống ở trong nước ngọt, nhưng mà từ từ lớn lên thì nó lại tìm ra vùng nước lợ. Chà, con này to nha các bạn. Các bạn nuôi là các bạn phải chuẩn bị hồ cho nó đó. Tại vì kích thước lớn nhất của nó là được 45-50cm. Khi mà chúng ta nuôi nhốt thì mình nghĩ là nó chỉ phát triển được tới cỡ 40-45cm là cùng thôi. Nhưng mà để nó phát triển được 45cm thì ít nhất các bạn phải có một cái hồ bự gấp đôi nó, có nghĩa là hồ 1m. Trước khi mà nuôi con này thì mình có tìm hiểu trên diễn đàn Monster Fish Keepers. Cá nóc nói chung nó rất là quan trọng cái kích thước hồ. Mặc dù nó là size baby khoảng 8-10cm thôi, nhưng mà các bạn cần phải chuẩn bị cho nó một cái hồ khoảng chừng ít nhất là cỡ 50-60cm, giống như là hồ mình đang sử dụng ở đây. Nó rất là dễ bị stress và rất là dễ nằm đáy, không hoạt động khi mà các bạn bỏ nó vào một cái hồ quá nhỏ. Khúc này là nó đang đòi ăn nè các bạn. Các bạn thấy cái mặt nó hớn hở và tò mò không? Dễ thương ha. Và mình sẽ cho nó ăn một cái món rất là khoái khẩu, đó là tôm đông lạnh. Khi mà nó bung đuôi và nó bơi tan loạn theo mồi như thế này, có nghĩa là nó đang rất là hớn hở, nó đang rất là thèm ăn, giống như nít thôi. Con này nó rất là dễ ăn. Mình cho nó ăn tôm đông lạnh, nhưng mà các bạn cũng có thể cho nó ăn cá đông lạnh, cá mồi, hoặc là tôm sống, tép sống cũng được. Nhưng mà đối với mình thì mình nghĩ là nên cho nó ăn đồ đông lạnh. Thứ nhất, nó vẫn đảm bảo được độ tươi, và thứ hai là nó sạch mầm bệnh. Những cái con cá săn mồi khác thì nó có cái xu hướng là nó sẽ nuốt chửng con mồi. Tuy nhiên con cá nóc á, cái miệng nó nhỏ xíu và nó có bị 4 cái răng nó chặn ở cửa miệng nữa. Thế nên nó sẽ nhai và nó sẽ xé con mồi ra thành từng miếng để nó nuốt. Và do là 4 cái răng này nó phát triển rất là nhanh, thế nên là các bạn phải cho nó ăn những cái đồ mà nó thô, nó cứng, giống như là sò, ốc hoặc là tôm, để cho nó mài 4 cái răng này. Có cái đầu tôm thôi mà ăn nãy giờ chưa hết, trong khi đó cái bụng nó đã to đùng như thế này rồi. Con này nó ăn ít nhưng mà nó sẽ chia ra nhiều bữa để nó ăn, giống như là mình ăn vặt. Cũng giống như là những cái loại cá săn mồi khác thì cá nóc là một loài rất là lãnh thổ. Và khi nuôi một con từ nhỏ cho tới lớn, các bạn nên cho nó một ngôi nhà để trú ẩn. Điều này sẽ giúp cho nó giảm stress và thứ hai giúp cho nó tự tin và chịu bơi hơn. Có người hỏi mình là con này nó có độc không? Độc chứ sao không? Bộ ông tính ăn hay gì? Con này nó là Tetrodon Pufferfish. Chất độc của nó là Tetrodotoxin, cực độc và cực kỳ không nên ăn. Mình đã chia sẻ hết cho anh em nghe những cái gì mà mình biết về con cá nóc Fahaka này rồi đó. Nói chung đây là một con cá rất là quấn chủ và có một cái cá tính rất là tuyệt vời.